Ok, hello, xin chào mấy thím đã quay lại với Mỹ. Tôi là Gentaro đây. Hôm nay tôi sẽ unbox cái Hidden Zero One Driver má ơi, lần đầu chơi hàng new đấy. Đợi xíu chỉnh lại camera một tí. Ok, và nhìn cái camera, cái chỗ đặt camera thế này thì nó hơi bị khó nhìn nhá. Ok, sau một vài phút chật vật thì tôi cũng đã tìm được cái chỗ để cái box như thế này rồi, và chúng ta nhìn qua cái box nó khá là phê đúng không? Cái box này nó giống như những cái box của mấy cái mà Trevor bản 20 á, bản kỷ niệm 20 năm á, nó giống như thế. Nói chung là khá là thích cái vụ này, hình ảnh của Trevor hoàn toàn ở mặt trước như thế này. Và đây là hướng dẫn chơi và các câu thoại. Ở đây là những câu thoại tiếng Nhật, chúng ta phải có một cái key phụ ở đây để chơi được cái phần này. Ở đây là các câu thoại nè, đa số tiếng Nhật nhưng cũng có những câu thoại tiếng Anh như là I jump to the sky, turn to ride the kick và spread your wings and prepare for the force. Fly to the sky, flying falcons, spread your wings and prepare for the force. Khá là thích ở chỗ này. Ok. Quên. Và mình mua ở Rider Kick Shop nha. Rider Kick Shop. Nãy có gửi này cho mình mà lúc mà mở ra mình không để ý, đã làm nhăn tí xíu. Cảm ơn bạn đã ủng hộ shop đánh dấu 5 sao. Đây mình bắt đầu thích cái shop này rồi đấy. Ok, mình sẽ ủng hộ tiếp. Đây là đầu của Zero One. Có vẻ hơi bị khác màu. Không sao. Ok, bây giờ là đến chuyên mục unbox. Wow. Bạn hướng dẫn đính lên cái miếng bìa này cũng hợp luôn. Ở đây là toàn bộ sản phẩm của chúng ta. Và cái miếng này là một cái miếng rời. Đây là miếng rời nhé. Và Rising Hopper Pro Rise rất là đẹp luôn. Và cái màu này là cái màu kiểu như vàng mà nó lai với lại vàng mà nó lai với xanh neon đó. Đây, chặn pin đã tháo. Để giữ lại cái chặn. Jump. Grasshopper ability. Có đèn đây. Ok, tiếp theo là chặn. Thì chặn này nó rất là giống với của Bill và Ghost, nhưng mà nó khác ở cái chỗ là nó khác màu với lại có chi tiết hình tam giác ở đây thôi. Và dây cũng vậy. Dây thì nó thêm một số chi tiết tam giác ở đây thôi, chứ nó cũng y chang của Ghost và lại Bill thôi. Ok, phần chặn và dây thì mình sẽ để sau. Rồi, nhân vật chính của chúng ta Zero One Driver. Lột miếng bảo vệ ra. Đây, Hidden Zero One Driver. Và đây là cái miếng rời, và nó có hai cái chốt ở đây. Chúng ta sẽ gắn nó vào ngay hai cái chốt, ngay hai cái đấy, rất đẹp luôn. Oh my god. Ok, để mình thêm pin vào cái. Sau khi thêm pin thì bắt đầu test nào. Có công tắc màu vàng nổi đây. Zero One Driver. Driver khá là hay. Zero One Driver. Nó đọc tên của driver luôn. Lấy gì đựng đi vậy? Ok, đây là vỏ driver của chúng ta đấy. Ok. Bắt đầu test nào. Authorize.
Cái màu này nó sáng theo nhịp của cái âm standby từ cái driver ra luôn. Khá thích ở điểm Zero One Driver ở chỗ này. Sau đó chúng ta mở Pro Drive Key ra và cắm vào driver. Tone B up. Jump up and be right, huh? Tone B up the right. Rising hopper. Okay. I jump to the sky, turn to ride a kick. Con hopper này là nó nhẹ kiểu như con bata ở bên của Ozu vậy, giống như cái con này vậy. Ok, vỗ vào thêm một cái nữa là để đẩy vào thêm một cái nữa để dùng chiêu tất sát. Khá là hay. Giờ không có key phụ làm sao để chơi chiêu kia vậy ta? À, đúng rồi. Chúng ta muốn tháo Pro Rise Key ra là chúng ta chỉ cần gật cái này lại thôi. Đấy. Nếu mà chúng ta không bấm nút gì á mà chúng ta để Auto Rise thế thì nó sẽ không đọc Auto Rise. Và khi cắm vào thì đấy, nó không đọc gì, nó chỉ đọc Grasshopper Ability thôi. Vâng, đọc Grasshopper Ability. Ok, không bấm, không làm gì hết, lúc vào thì nó đọc là terabyte với lại Grasshopper Ability. Oh no, oh shit. Ok. Ok. Và đây là review một tí unboxing về cái driver này. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video. Tạm biệt.